Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Mất Tung Tăng và mình là Mất. Các bạn ơi, hiện tại Mất đang ở Vinh Cơm ở Biên Hòa mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng Vinh Cơm để mình chơi, rồi mình sẽ quay chia sẻ lại với bạn. Các bạn cùng chờ xem nha. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo love, choo-choo. Ooh, I love it. Crank it up, yeah, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got. Vinh Cơm á, nó vắng người do gần đây á, cái dịch Covid á, cho nên mọi người hạn chế đến những cái trung tâm thương mại nè các bạn. Cho nên bây giờ các bạn thấy không, vắng người quá. Bây giờ mình sẽ ghé vô một cái quán để mà ăn trưa nha các bạn. Hiện tại Mất đang ở Kichi Kichi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong đây ăn lẩu băng chuyền nha bạn. Bạn cùng theo Mất nha. Trước khi vô thì mình phải rửa tay, sẽ khuẩn tay nha bạn. Sạch sẽ rồi. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mất Tung Tăng và mình là Mất. Phía sau Mất là em Hương với lại bạn của em Hương mấy bạn. Thì hôm nay mấy chị em mình đi ăn buổi trưa ở lẩu Kichi Kichi, là lẩu băng chuyền mấy bạn. Bây giờ mời các bạn cùng ăn chung với tụi mình nha. Let's go. Tôi sùng phục luôn rồi mấy bạn. Cái này là bên này là min nè các bạn, còn bên đây á sâu này là nó nhỏ, mình sẽ cái này á nó phải chỉnh nè, mình sẽ chỉnh theo cái này cho nó nhỏ xuống. Mời mấy bạn. Ăn ở đây mấy bạn muốn ăn thoải mái luôn, đồng giá hết luôn, ăn khi nào mấy bạn ăn không nổi nữa thì thôi. Mình sẽ cho cái nấm này vô. Mọi người tới đây á thì mình khuyên mọi người nên là chọn cái thịt thăn bò ăn, cái đó nó ngon. Đừng có vội thấy nhiều ở trước mặt đó lấy thì tí xíu nó sang không ăn nổi đâu. Có bốn cái loại nước lẩu, nấm nè, tôm dâm nè, siêu cay rồi cái gì xuyên tiêu mấy bạn. Mình sẽ lấy rau nữa nè mấy bạn. Rồi thịt nè. Sẽ chấm như thế này. Cái nồi lầu đấy, cái nồi lầu đấy.
Miếng bắp yêu bấu đã đến. Xin chào em. Sao mọi người đều ăn cạn nước mà mình vẫn còn y nguyên vậy ta? Mấy đứa em mình nó ăn cạn cái nước lẩu mà của mình nó còn y nguyên à, không hết gì luôn mấy bạn, ăn hoài không hết. Một miếng bao tử cá. Cái bao tử cá nó gọn à. Nó có hơi vị nhẫn nhẫn, hơi đắng một xíu mà rất là giòn, rất là dai luôn. Còn đây chính là chả cá. Chả cá này nó có không mùi cá mà nó mềm mềm. Nó không có dai mà nó mềm mà. Còn nghĩ là hôm nay bỏ rất nhiều hương cá, có mùi cá rất là thơm luôn. Nó hơi ngọt ngọt nữa, nó ngọt cái trong cái thịt cá này bạn, trong này vậy bột với cá, nhưng mà mình nghĩ là cái hương liệu mà để cái mùi cá thì nó nhiều hơn là cá. Đây là cái phi lê cá hồi vậy mẹ. À, cái vây của con cá hồi. Có nhiều thứ là không có thể vớt ra được, mình phải dùng cái muỗng. Đây, bây giờ mình cũng đã hiểu tác dụng của cái muỗng để vớt cái này các bạn, không thể nào lấy đũa gắp ra được. Mình sẽ ăn một miếng cái này cái gì mình quên nữa rồi. À, cái này là hoành thánh há cảo vậy bạn, nói chung là mình không nhớ tên cái này. Một dĩa có một cái này duy nhất thôi. Thơm lắm. Ở trong mọi người thấy thật cực. Cực kỳ thơm. Cái này chắc chắn 100% là hoành thánh. Tại vì mỗi lần ăn cái gì ta, ăn hủ tiếu hay gì á, cái ở ngoài lề đường á, thì mình toàn là ăn cái hoành thánh này thôi, cho nên mình nhớ cái mùi vị y chang luôn. Thầy mới có tí xíu mà nó phồng lên nè mấy bạn. Đây các bạn, đây là chén của em mình nè. Ở đây là dĩa của nó, còn đây là rau của nó. Đó. Cái dĩa của nó là lúc nào đầy ắp, đầy ụ. Còn đây là em Hương. Em Hương đang ăn sứa. Bảo đang ăn gì đó, hình như Bảo hết nước. Em ăn nấm gì đó. Em kêu chị đó cho em thêm nước vô trong cái nồi của em ha. Hết nước thôi mà. Mình ăn bao nhiêu mình sẽ trồng cái dĩa này. Còn bên này tí xíu nữa sẽ có người đến lấy mấy bạn. Giới thiệu cho các bạn, đây là bồn cầu.
giống cái bồn cầu thôi các bạn. Trẻ em dưới 1 mét thì miễn phí từ 1 mét tới 1 mét 3 thì sẽ trả 70%. Rồi từ 1 tới 1 mét 3 dùng riêng thì sẽ như người lớn. Trên 1 mét 3 thì sẽ tính tiền như người lớn các bạn. Rồi bình thường sẽ là 199.000 một người. Vào ngày những ngày lễ thì là 219.000. Bây giờ mình đang lên đầu năm đó các bạn. Tới đầu năm rồi. Đây khu sau lưng mình là cái khu mà để mọi người coi phim, nhưng bây giờ nó đã đóng cửa các bạn. Bây giờ mình đang đi vô cái khu trượt tuyết. Hôm nay thì khu trượt tuyết cũng không có làm việc nha các bạn. Và nói chung là tuy là nói là cho hoạt động trở lại nhưng mà có một số khu nó vẫn chưa có hoạt động lại các bạn. Phía bên tay phải của mình đó là Lotte. Bây giờ cũng vắng lắm, không có ai hết. Nói chung là hôm nay mình đi cũng không phải là cuối tuần mà là thứ hai á, cho nên mọi người đi làm rồi đi học hết trơn rồi, không có nhiều người. Thấy các bạn thấy sau lưng mình đâu có ai đâu, có một hai người à. Đây là khu trượt tuyết nè. Mình định lên đây chơi trượt tuyết nhưng mà không có ai hết. Ở cái khu trượt tuyết đóng cửa, không có băng, đèn thì tắt. Hơi buồn mấy bạn ha. Hẹn các bạn trong một cái vlog khác, khi cái khung này nó hoạt động lại mình sẽ đi trượt tuyết và sẽ quay lại chia sẻ với các bạn nha. Mang kem đây. Kem rồi, ba cây kem đi chị. Đây đại gia Minh Hương sẽ trả. Dạ chị ơi, mình có tiền lẻ không ạ? Bây em đang hết tờ 20 với lại 10 nghìn ạ. Này 20 nè. Em cảm ơn. Nó rớt tiền tùm lum hết trơn rồi. Mình là một đứa không được ngăn nắp cho lắm. Wow. Ok, thanh kiều em. Với 5.000 mấy bạn sẽ có thể ăn được kem. Tại vì mình nói với lại hai đứa em mình là bây giờ ai mà mua được cây kem 5.000 nữa. Thế là hai đứa dắt mình vô Lotte để mua cây kem 5.000 nha các bạn. Mùi sữa rất là thơm. Thơm mấy bạn. Kiểu mùi vani nè. Nó thơm giống như cái kem ở bò sữa Thông Thành luôn mấy bạn. Cây kia thì có giá là 10.000, nhưng mà cây kem ở Lotte có 5.000. Các bạn nào mà có ghé Lotte thì hãy mua thử cây kem này ăn nha. Rất là rẻ luôn, có 5.000 thôi. Bây giờ thì đâu có dễ dàng gì mua một cây kem với giá là 5.000 đâu. Mình đang ở khu trò chơi mấy bạn. Chỗ này là khu gấp thú các bạn. Mấy con thú đẹp chưa? Đây. Rất là nhiều thú bông. Chỗ này là chơi mấy cái trò đấm đấm cái này nè. Mấy con nào mà nó phục lên thì đấm nó. Đây.
mấy bạn ơi, nhân viên ở trong khu chơi này không cho quay ở trong đó, cho nên mình không có quay được mấy bạn. Mà thôi bây giờ mình đành phải đi chỗ khác thôi mấy bạn. Nếu các bạn có ghé đi chơi thì mấy bạn vô thôi, chứ bây giờ mình không thể review được ở trong đó có những cái trò gì nha mấy bạn. Sorry các bạn rất nhiều. Tranh thủ ăn chứ không nói thì để tan mấy bạn. Năm ngàn nhưng mà cây kem rất là to. Ngon mấy bạn. 5 ngàn. Ngon hơn mấy ông bán xe nhiều. Mấy bạn ơi, Lotte Cinemark bây giờ không có hoạt động mấy bạn. Mấy bữa nay á, từ cái lúc mà mọi người chống dịch á, cho nên bây giờ mấy cái phim này kia chưa thể ra mắt được. Không biết khi nào mới có được đi coi phim rạp trở lại mấy bạn ha. Bây giờ mình đang ở tầng 3. Tầng 3 này đa số là cái chỗ để mọi người mua sắm quần áo. Đó, mấy bạn thấy sau lưng mình toàn là bán cửa hàng bán quần áo không ạ. Trước mặt cũng bán quần áo. Mình theo hai đứa nó xuống tầng 2 mấy bạn. Tầng 2 là khu bán mỹ phẩm, bánh nhiều lắm. Đây nè mấy bạn, Fresh Talk. Bánh mì mà biết nói luôn. Ồ, rất nhiều loại bánh. Bánh kem nữa rồi. Wow. Chỗ quán cà phê đó cũng không cho mình quay. Nói chung là trong trung tâm thương mại này không có cho quay phim chụp hình nhiều mấy bạn. Thôi mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của Mít. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe kênh Mít Tung Tăng để ủng hộ Mít trong thời gian tới nữa nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.